cho con một tín hiệu để con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh ngài ạ. Nam mô Bích Tha dạ. Dạ sa thú đành thai. Dạ con xin thay mặt đạo tràng thành kính lĩnh lễ cung thỉnh ngài Tự Siêu Từ Bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nhà chúng con biết là hôm nay mùng 2 Tết ngài rất là bận, nhưng mà ngài cũng nghĩ đến đạo tràng con. Dạ bây giờ thì con cung thỉnh ngài Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học được an vui thanh tịnh. Dạ con kính dâng mít đến ngài ạ. Xin hỏi vị có nghe tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Nam mô Bụt Thầy dạ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng, thân chào quý đạo hữu Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học thân tịnh đạo, cái mảnh đất tăng trưởng sanh trưởng trí tuệ là duyên sinh. Vừa rồi chúng ta mới học phần nữa, tức là sáu chi. Hôm nay chúng ta học đến chi thứ bảy, tức là thọ Vedana. Thọ là cảm giác của tâm khi xúc cảnh. Trong Tương Ưng Bộ Kinh thì khi nói đến 12 nhân duyên thì Đức Phật ngài định nghĩa và giải thích sáu thọ là thọ do nhãn xúc, thọ do nhĩ xúc, thọ do tỷ xúc, thọ do thiệt xúc, thọ do thân xúc, thọ do ý xúc. Thì nếu mà thọ do nhãn xúc á, chúng ta cần phải hiểu rằng là có hai trường hợp.
nhãn xúc sở thân thọ bằng cách là đồng sinh duyên, thì thọ đó chỉ là thọ xả. Nhĩ xúc sở thân thọ đồng sinh duyên cũng là thọ xả. Nhĩ xúc sở sân thọ cũng là thọ xả. Thiệt xúc sở sân thọ, thọ đó cũng là thọ xả. Và thân xúc sở sân thọ thì thọ đó có hai là thọ khổ và thọ lạc. Thọ do ý xúc, ý xúc sở sanh thọ thì có thọ hỷ, thọ ưu và thọ xả. Khi mà chúng ta phân tích theo trong kinh Tạng thì chúng ta phân tích như vậy. Nhưng mà chúng ta nhớ như thế này là nhãn xúc sở thanh thọ đó, nếu bằng cách là thường cận y duyên đó, thì nhãn xúc sanh ở trong tâm nhãn thức sẽ trước, rồi bắt đầu nó sanh ra các thọ trong tâm động lực. Tức là có thọ khổ, thọ lạc, thọ phi khổ, phi lạc. Thí dụ như khi mắt chúng ta chứng kiến cảnh sắc điều tàn, thì lúc đó chúng ta khởi lên cái tâm động lực, cái tâm thọ ưu, tức là trạng thái buồn bực hay đau khổ. Còn khi mà chứng kiến cái cảnh tốt quá, thì cái tâm thọ hỷ nó sanh khởi. Bởi vậy cho nên ở đây đó, khi mà chúng ta nói đến duyên sinh, là xúc sở sanh thọ, thì chúng ta học cả hai cách, tức là câu sanh duyên và thường cận duyên. Phần sau chúng tôi sẽ nói được. Thì ở đây thọ có đặc tính là hưởng cảnh, lắc ná là hưởng cảnh. Nó có biểu hiện là dễ chịu hay khó chịu, và nhân gần của nó là có xúc. Thứ tám gọi là ái, tanh hà. Ái là khao khát, thèm muốn. Từ trong Tương Bộ Kinh cũng, mà ở đây Ngài Bút Thâu Khu Xá thì dẫn chứng, tức là sáu ái, ái thân. Sáu ái thân là ái sắc, ái thinh, sắc ái, thinh ái, hương ái, vị ái, xúc ái và pháp ái. Ái trong duyên sinh có đặc tính là làm nhân tố, có nhiệm vụ là thích thú, có biểu hiện là khao khát. Nhân gần của ái là thọ. Thọ duyên cho ái. Cái chi thứ chín là thủ
thủ upadana, có nghĩa là bám lấy, tức là dục thủ, khí thủ, giới cấm thủ và ngã luận thủ. Dục thủ đây tức là tham, còn kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ thuộc về tà kiến. Chúng ta lấy hai cái chi pháp là tham, tà kiến. Thì thủ trong duyên sinh có đặc tính lakkhana là nắm lấy, có nhiệm vụ rasa là không buông ra, có biểu hiện patthana là ái mãnh liệt và kiến chấp chặt. Ái mãnh liệt ở đây tức là dục thủ, kiến chấp chặt tức là kiến thủ, như cấm thủ, ngã ngã luận thủ. Nhân gần của thủ là ái, là có ái. 10 gọi là hữu, chữ phong quá. Nếu cái nghĩa hữu là có mặt thì đó gọi là sanh hữu, mà nếu cái nghĩa là khiến cho có mặt thì đây là nghiệp hữu cầm mắt phá quá. Nếu nói về sanh hữu thì có ba là dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Tức là ngũ uẩn có mặt ở trong cõi dục, uẩn có mặt trong cõi sắc, về uẩn có mặt trong cõi vô sắc. Như vậy là ba sanh hữu. Còn nói nghiệp hữu thì có ba là thân nghiệp hữu, khẩu nghiệp hữu, ý nghiệp hữu. Nghiệp hữu này có cái đặc tính là hành động và tạo quả, có nhiệm vụ là làm cho trở thành nhân gần của hữu là có thủ. Mười một sanh cha tí, là sự xuất hiện uẩn mới, hay gọi là sự tái sanh ở cổ này cổ kia. Sanh có đặc tính là hình thành kiếp sống, có nhiệm vụ là dẫn đến chết, có biểu hiện là xuất hiện tại đây từ một sanh hữu quá khứ. Nhân gần của sanh tức là có nghiệp hữu. 12 là giờ chết sầu bi khổ u não. Cha ra mơ ra năng sụp khắp bà đi đề vô lúc khá đồ mà nát sư bà gia xa. Già chả ra là sự cũ kỹ, sự tàn tạ của thân xác, có đặc tính là chín mùi của các quẩn, sự chín mùi của các quẩn, có nhiệm vụ là đưa đến cái chết. Già quá rồi cũng phải chết, có biểu hiện là mất sự trẻ trung. Còn chết, marana, là sự hư hoại của các quẩn. Sự kết thúc của một đời sống. Có đặc tính là chuyển đổi kiếp sống. Có nhiệm vụ là biệt ly. Có biểu hiện là lìa khỏi cảnh giới này. Sầu sô cá là sự đốt nóng tâm can nơi người bị mất thân quyến v.v. Về ý nghĩa
nó cũng là ưu, nên có đặc tính là nội tâm nóng bức, có nhiệm vụ là thiêu đốt tâm, có biểu hiện là buồn bã, dai dẳng, bi, paridewa, là sự than khóc của một người bị mất thân quyến, vân vân. Nó có đặc tính là than thở, nhiệm vụ là kể lể thảm thương, có biểu hiện là sự bối rối, khổ đúc khắc, là sự khó chịu về thân xác, có đặc tính là thân bức xúc, có nhiệm vụ là tạo thọ ưu đối với người thiếu trí, có biểu hiện là thân đau đớn. Còn ưu Dumanasa là sự khó chịu thuộc về tâm, có đặc tính là bức xúc, có nhiệm vụ là phiền lòng, có biểu hiện là ý bệnh hoạn. Còn não Upajasa là sự tức tưởi phát sinh do khổ tâm quá mức nơi người gặp cảnh mất người thân, vân vân. Có đặc tính là nhiệt não trong tâm, có nhiệm vụ là rên rỉ, có biểu hiện là thất vọng. Già chết sầu viên khổ u não đều có chung một nhân gần là sanh. Vì sanh duyên già chết sầu viên khổ u não. Cha tí Pachaya chara maranang so kapadide vudukhado vanasva yasa. Tất cả những cái định nghĩa tóm tắt về chi pháp này là do Ngài Bố Thất Khô Sáng là định nghĩa. Chứ nếu mà chúng ta không có được cái định nghĩa đó, khi mà chúng ta nói rằng già chết sầu bi khổ u não, chúng ta không biết là cái sầu bi khổ ưu não nó nghĩa giống nhau hay khác nhau như thế nào. Thì ở đây Ngài cho ra một cái định nghĩa rất rõ ràng, đó là chúng ta định nghĩa về từng chi pháp, mà hai chi pháp. Kế tiếp là chúng ta học về các cái mệnh đề duyên sinh. Ở đây khi nói đến vô minh, nói đến hành, nói đến thức, nói đến danh sắc vân vân, thì cái đó gọi là chi phần của duyên sinh. Còn khi mà chúng ta nói rằng vô minh duyên cho hành, hay là do vô minh, do duyên vô minh có hành, avijja paccaya sankhara samphavati, thì cái đó chúng ta gọi là mệnh đề duyên sinh. Bởi vì cần phải phân biệt hai cái cách đó, đó. Chứ đừng nghĩ rằng là hồi nãy, tuần rồi và khi nãy giờ chúng ta đã học về định nghĩa về vô minh, định nghĩa về hành, định nghĩa về thức, định nghĩa về danh sắc, định nghĩa về lục nhập, định nghĩa về xúc, định nghĩa về thọ, định nghĩa về ái, định nghĩa về thủ, hữu, sanh. Đã định nghĩa rồi, bây giờ sao định nghĩa lại? Không phải. Bây giờ không phải là định nghĩa lại, mà là lý giải cho chúng ta thế nào gọi là do vô minh, do duyên vô minh có hành, hay nói cách khác là thế nào vô minh làm duyên cho hành có mặt. Vô minh là si tâm sở, là không hiểu biết cái đáng biết, như không biết về khổ,
nhân sanh khổ, về sự diệt khổ, về con đường đến sự diệt khổ, không biết về quá khứ, không biết vị lai, không biết quá khứ vị lai, không biết duyên y tương sinh. Còn hành ở đây tức là tương tâm sở, tương ưng bất thiện và thiện hiện thế, nó thể hiện qua thân khẩu ý tạo nghiệp, phi phúc hành bất đồng hành. Phi phúc hành là nghiệp bất thiện, còn phúc hành là nghiệp thiện dục giới và thiện sắc giới. Bất đồng hành là nghiệp thiện vô sắc giới. Thì bây giờ huynh làm duyên trợ cho hành bằng cách gì? Ở đây thưa quý vị, chỗ này Ngài Bố Thất Khu Xá, Ngài dùng đến định lý duyên hệ để Ngài chứng minh vô minh làm duyên cho hành bằng cách gì? Bằng định lý duyên hệ tất tha nắp bách chi giác. Vô minh trợ cho hành có ba trường hợp là vô minh trợ cho phi phúc hành, tức là vô minh trợ cho nghiệp bất thiện. Hai, vô minh trợ cho phúc hành, tức là vô minh trợ cho hành thiện dục giới, thiện sắc giới. Vô minh và vô minh trợ cho bất đồng hành, tức là vô minh trợ cho thiện vô sắc giới. Bây giờ giải thích thêm nữa. Vô minh trợ cho phi phúc hành bằng 16 duyên, nói theo duyên hệ. Nếu trợ trực tiếp, có nghĩa là năng sở đồng sanh trong một sát na động lực bất thiện, thì 7 duyên là nhân duyên, câu sinh duyên, hổ tương duyên, câu sinh y duyên, tương ưng duyên, câu sinh hiện hữu duyên, câu sinh bất ly duyên. Nếu trợ gián tiếp, tức là năng và sở không cùng hiện hữu, thì trợ bằng chính duyên là vô gián duyên, liên tiếp duyên, vô gián cận y duyên, trùng dụng duyên, cảnh duyên, cảnh tưởng duyên, thường cận y duyên, vô hữu duyên, ly khứ duyên. Bây giờ giải thích đó, thì vô minh trợ cho phi phúc hành bằng cách nhân duyên, hữu tương duyên, câu sanh y tương duyên, câu sanh duyên, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly duyên. Nơi người đang sanh tâm bất thiện và tạo nghiệp bất thiện, tức là si đồng sanh với tư trong sát na tâm bất thiện. Còn vô minh trợ cho phi phúc hành bằng cách là vô gián duyên, liên kết duyên, vô gián cận y duyên, trùng dụng duyên, vô hữu duyên, ly khứ duyên. Trong trường hợp động lực trước, tức là có si, động lực có si, động lực tâm si á, động lực si trợ cho động lực kế sau có tư bất thiện. Thí dụ như tâm tham ở sát na trước thì lấy si làm năng duyên, tâm tham ở sát na kế tiếp lấy sở tư làm sở duyên. Cho nên trong trường hợp năng sở mà trợ nhau một cách đó, thì chúng ta gọi là vô gián duyên, nghĩa là năng sở tâm trước tâm sau nó liền lạc với nhau không gián đoạn, nhưng mà năng sở không có gặp mặt nhau. Còn vô minh mà trợ cho phi phúc hành bằng cách cảnh duyên, khi tâm bất thiện khác làm đối tượng cho tâm bất thiện này khởi lên, khi tâm bất thiện khác là có si là vô minh, làm đối tượng cho tâm bất thiện này
có tư, tức là hành khởi lên. Còn vô minh mà trợ cho phi phúc hành bằng cách cảnh tưởng duyên là lúc đặt tầm quan trọng cho vô minh và thưởng thức, thì đó là cái sự lý giải cái mệnh đề vô minh duyên cho phi phúc hành. Cái mệnh đề gốc của chúng ta là vô minh duyên hành, mà cái đó ngày Phú Thông Khu Sáng ngày chia ra là ba. Vô minh duyên hành là nói chung, vì hành có ba cho nên là cái mệnh đề thứ nhất là vô minh duyên cho phi phúc hành, tức là sở hữu si duyên cho sở hữu tư trong ba trường hợp. Cái này thì hơi khó hiểu thôi, các vị Phật tử chúng ta chắc có lẽ là vì chúng ta chưa có căn bản, hay là chúng ta học duyên hệ rồi mà chúng ta quên. Chúng ta nhớ hồi cái năm nào đó chúng ta có dạy lớp học duyên hệ trong đời sống đó, không biết bây giờ quý vị còn nhớ không, hay là quý vị trả lại cho thầy hết rồi. Nhớ từ từ, nghĩa là bây giờ chúng ta phải học chậm lại. Bây giờ sư sẽ đưa ra những cái thí dụ để cho các học viên chúng ta hiểu. Vô minh tức là si, mà phi phúc hành ở đây là tư bất thiện, tư chetana, tư bất thiện. Thì ở đây chúng ta hỏi rằng si mà trợ cho tư bất thiện bằng cách là nhân duyên, ủa tư duyên là sao? Thì chúng ta nói rằng là vì vô minh tức là si đó, si là nhân tương ưng tham sân si, cho nên si đó mà nó đồng sanh, nó trợ cho sở hữu tư tức là hành quẩn ở trong cái sắc đa tâm bất thiện, thì nó đồng sanh với nhau, năng sở đồng sanh, cho nên mới gọi là nhân duyên, hữu tương duyên, cô sinh y tương ưng, vân vân. Còn vô minh mà trợ phi phúc hành bằng cách vô gián, thì trong trường hợp này chúng ta mới dẫn giải là ở trong cái lộ trình tâm đó, luôn luôn hễ khi mà động lực bất thiện sanh khởi trong một lộ trình, thì cái động lực đó sanh khởi bảy sát na. Cái sát na động lực bất thiện thứ nhất như là sát na tâm tham sanh khởi, rồi nó diệt trợ cho sát na tâm tham kế sau sanh khởi. Tâm tham thứ nhì trợ cho tâm tham thứ ba, tâm tham thứ ba trợ tâm tham thứ tư, tâm tham thứ tư trợ thứ năm trợ thứ sáu trợ thứ bảy, vân vân. Thì học duyên hệ là như vậy, sắc na trước trợ sắc na sau. Nhưng mà khi chúng ta học duyên sinh mà lấy duyên hệ để chứng minh đó, thì chúng ta nói vì sắc na trước là lấy thuộc tánh si làm vô minh, trợ cho sắc na tâm bất thiện, sắc na động lực
bất thiện sao? Thì chúng ta sẽ lấy hành quẩn tư Chetana để làm sở duyên. Trước khi thật là sát na trước, bốn danh quẩn trước trợ cho bốn danh quẩn bất thiện sanh sau. Trợ chung như vậy trong đó nó có len lỏi, tức là tâm sở si trợ cho sở tư, cho tâm sở si, tâm sở tư. Chúng ta phải hiểu gì? Còn cái mà si mà vô minh mà trợ cho phi bút hành bằng cách thường cận, bằng cách là cảnh duyên, thì chúng ta thấy rất là dễ, dễ hiểu. Là bởi vì khi một người có lên cái tâm bất thiện, tham sân si, hồi sáng họ mới ăn một món gì ngon và họ thích thú, đắm nhiễm. Ngày hôm sau cái họ nhớ lại, họ lấy cái sự thưởng thức đó để mà họ trạng lại và họ khởi lên cái sự thèm muốn khác. Thì như vậy cái tâm tham đắm vật thực ngon ngày hôm qua là tâm sa tham có si. Hôm nay chúng ta nghĩ đến cái tâm tham đó, chúng ta khởi lên cái tâm tham khác, thì như vậy tâm tham khác lấy sở tư. Thế là vô minh trước trợ cho tư tâm sau bằng cách là cảnh duyên. Chúng ta nhớ đấy. Bây giờ chúng ta nói đến vô minh mà trợ cho phúc hành. Các Phật tử chúng ta sẽ ngạc nhiên là vô minh mà trợ cho phi phúc hành, bất thiện trợ bất thiện, thì cái đó dễ nghe dễ hiểu. Còn bây giờ vô minh là bất thiện mà phúc hành là tâm thiện thì làm sao mà nó trợ được? Nhưng mà trợ được, thưa quý vị, nó trợ được bằng hai duyên, tức là cảnh duyên và thường cận y duyên. Như vậy thôi. Thế nào là vô minh trợ cho phi phúc hành, ở trợ cho phúc hành bằng cảnh duyên? Đó là trường hợp một người tu tập chánh niệm, niệm tân, niệm pháp chẳng hạn, thọ quán, pháp quán niệm xứ hay tâm quán niệm xứ, cái tâm sanh khởi có si, biết rõ tâm sanh khởi có si, thì như vậy cái si đó nó làm cảnh cho cái chánh niệm của tâm thiện đang có mặt. Thì như vậy chúng ta gọi là vô minh trợ cho phúc hành bằng và lắp đà. Cảnh duyên. Hoặc là chúng ta cho một cái thí dụ. Cái thí dụ trên đó, cái trường hợp dẫn chứng trên đó là ngày Bố Thất Cô Sáng ngày lý giải. Còn cái thí dụ này là chúng tôi nói theo vị pháp. Bây giờ một người Phật tử vì chưa có thấm nhuần Phật pháp, chưa có sợ luân hồi sanh tử, cho nên người đó đi đến chùa để làm phước, rồi làm phước vì cái mục đích là để được trúng số độc đắc, hay là làm phước để được sanh về cõi trời, sanh cõi người, hay là người làm phước để cầu nguyện cái gì đó, cầu nguyện cho gia đạo được yên,
Thì ở đây đó, người làm thiện đừng có nói rằng là hoàn toàn do cái yếu tố thúc đẩy tốt, cái yếu tố mà thúc giục đó có đôi khi do vô minh thôi. Ngọc anh chàng đó, anh đang yêu một cô nàng, hai người dẫn nhau đi dạo phố, gặp một người ăn mày đang ngồi bên vỉa hè. Anh ta muốn lấy điểm với cô nàng để chứng tỏ cho cô nàng biết anh ta là người hiền thiện, tốt bụng, nhân từ. Cho nên anh ta móc tiền ra bố thí cho người ăn mày một cách vui vẻ. Kỳ thật thì anh ta bố thí như vậy chỉ vì anh ta yêu cô nàng này mà thôi. Anh ta muốn bố thí người anh xin để chứng tỏ anh ta là người có nhân từ. Thì cái trường hợp làm thiện của anh ta đó được gọi là vô minh thúc đẩy, vô minh thúc đẩy. Dạ được, nhưng con không nghe âm thanh ngài nữa, con thỉnh ngài cầm mic trở lại ạ. À. Thuyết xong thuyết nữa và quý vị không nghe nữa, ba lần là cái như là chúng ta hết duyên học thanh tịnh đạo rồi. Bây giờ quý vị nghe lại chưa? Một người họ có một cái kiến chấp sai lầm về cái cõi Phạm Thiên, họ mơ ước sẽ về cõi Phạm Thiên. Cái mơ ước đó đó khi thúc đẩy cho họ hành thiền, hành thiền chỉ để đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền để mình sanh về cõi Phạm Thiên. Thì như vậy cái mơ ước, cái khát vọng của họ sanh về cõi Phạm Thiên đó, cái khát vọng đó nó thuộc về vô minh, vì họ không thấy được cái khổ luân hồi, cho nên gọi là vô minh. Và cái sự vô minh này, cái sự vô minh trong cái khát vọng này nó thúc đẩy cho người ấy tu tập thiền định để chứng đắc được thiền sắc, thiền vô sắc. Nếu mà vô minh mà trợ cho thiền, cho đắc chứng thiền sắc giới thì gọi là vô minh duyên cho phúc hành, cũng như là tâm thiền dục giới vậy. Còn vô minh mà duyên cho phi phúc hành á, với bất động hành á, tức là thiện, tức là vô minh mà trợ cho cái việc tu thiền vô thiền vô sắc, chứng được không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở xứ, phi tưởng phi vi tưởng xứ. Thì cái sự chứng đắc thiền vô sắc đó là do vô minh thúc đẩy, nó làm cái động cơ. Thì cái đó gọi là vô minh duyên cho, duyên cho bất động hành.
Ở đây vô minh mà duyên cho bất động hành á, thì chỉ bằng một cách là thường cẩn y duyên mà thôi. Chứ còn vô minh mà duyên cho phúc hành dục giới á, thì nó trở bằng hai cách, nó trở bằng cảnh duyên cũng có. Như là cái trường hợp mà một anh chàng mà vì yêu cô nàng đó, cái hình bóng của cô nàng đó chiếm ngự tâm anh ta, cho nên anh ta bằng mọi cách làm cái điều gì tốt, lương thiện để mà được lòng cô ta, thì trong trường hợp này là vô minh duyên cho phúc hành đã bằng cảnh duyên. Còn đối với sắc giới, vô minh duyên phúc hành mà thuộc sắc giới thì cái đó cũng bằng thường cận y duyên thôi, chứ không có làm cảnh được. Ở đây có câu hỏi rằng vô minh là tội lỗi có hậu quả xấu, vậy sao có thể là duyên cho các phúc hành và bất đồng hành được? Bởi vì miếng ngọt thì nó không mọc từ cái hạt giống đắng. Đó là cái câu hỏi. Thì trả lời rằng, bởi vì ở đời cũng có những trường hợp, những duyên sinh ra do một pháp nào đó có thể trái ngược với pháp ấy hoặc không trái ngược. Có thể có cái hạt giống, có thể giống hoặc không giống pháp ấy. Vì điều kiện trợ duyên cho pháp ấy không hẳn là nhân, tạo quả dị thuộc. Và điều kiện trợ duyên cho một pháp nào thì pháp ấy và nhân tố không phải đồng tính chất với nhau, có thể trái ngược nhau. Đây là lời giải thích mà chúng tôi tóm tắt ở trong Thanh Tịnh Đạo đó. Thật ra cái này thì cũng không phải lý giải như vậy, chỉ nói một cách tóm tắt là nếu vô minh là si tâm sở mà trợ cho phúc hành và bất động hành là phát thiện bằng cách là đồng sanh trong một sát na, thì cái đó không được, bởi vì cái bất thiện cái thiện cũng được, nhưng mà nó ở năng duyên với sở duyên cách rời, tách rời thì được chứ, tách rời nhau thì được. Ví dụ như sữa duyên cho bơ, ánh sáng duyên cho nhãn thức. Nhờ có ánh sáng mà cái tâm nhãn thức sanh khởi để biết được cảnh sắc. Ánh sáng không phải là nhãn thức và nhãn thức không phải là ánh sáng, thì ánh sáng nó làm duyên được mà, làm duyên cho nhãn thức được, chứ không nhất thiết là cái nhân duyên đó nó phải đồng giống với nhau. Cái trường hợp mà nhân tham, nhân sân, nhân si mà trợ cho các pháp đồng sanh đó là các pháp bất thiện đó, thì năng và sở phải đồng là pháp bất thiện. Còn cái trường hợp này nó tách rời thì được hết. Cũng vậy, mặc dù vô minh là tội lỗi tính chất xấu, nhưng vẫn có thể làm duyên cho phúc hành bất đồng. Vì vô minh không biết về khổ tập diệt đạo, không biết về quá khứ hiện tại vị lai, cho nên con người tin vào cái vùng tái sanh và vui là vui,
họ tin là cái vòng tái sanh là vui, cho nên họ dấn thân vào ba loại hành để làm nhân cho khổ luân hồi. Cái trường hợp này thì dễ, cái trường hợp này nếu mà chúng ta xuyên qua cái thí dụ đó và cái lý giải đó thì chúng ta có thể. Nói tóm lại là khi một người vô minh không hiểu về sự chết, sự tái sanh, không biết các pháp duyên sinh tạo ra bánh xe luân hồi, thì trong vô minh người ấy làm các cái nghiệp phi phúc hành, nghiệp phúc hành bất đồng hành. Chính vô minh là duyên cho mỗi loại hành. Này, trong thanh tịnh đạo giải thích chúng ta tóm lược như vậy để chúng ta có thể hiểu được cái mệnh đề thứ nhất ở trong hai duyên sinh, trong cái pháp duyên sinh. Thì mai mốt đó, mỗi lần mà quý vị Phật tử chúng ta có làm phước rồi, chúng ta làm phước bằng cái nhân tố nào, cái động cơ nào, thì chúng ta phải tự hỏi cái hành động thiện phúc hành này của ta là do duyên vô minh hay không phải do duyên vô minh. Chúng ta phải tự hỏi và tự chúng ta trả lời là do vô minh. Chúng ta thường thường chúng ta phàm phu chúng ta làm phước hay do vô minh nó thúc đẩy. Ngày Tết mà Phật tử đi chùa là phước đó, không có sợ cái sự luân hồi sanh tử, mà cái nguyện do cái phước báo này cho con từ đầu năm đến cuối năm được phát sanh lên, được phát tài phát lộc, được an khang thịnh vượng. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta chưa thấy được cái khổ do có tiền của, nhưng mà chúng ta vẫn vì cái mục đích là để được an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc trong suốt cả năm, cho nên mình mới đi làm phước. Thì cái đó là gì? Đó là vô minh duyên cho phúc hành. Còn nói chi là những người họ làm ác, làm thân ác, khẩu ác, ý ác, thì cái người đó rõ ràng là vô minh duyên cho phi phúc hành. Chúng ta làm thiện vô minh duyên cho phúc hành, cứ vậy chúng ta hiểu. Thì hôm nay chúng ta chỉ học có một chi thôi, có một mệnh đề thôi. Mỗi mệnh đề nó cũng dài lắm thưa quý vị. Chắc có lẽ là chúng ta học hết duyên duy sinh này đến ăn Tết năm sau. Thưa quý vị cố gắng. Còn bây giờ thì chúng tôi kết thúc bài học ở đây. Và bây giờ xin kính thỉnh, không biết là Thượng Tọa Minh Hạnh có mặt ở trước máy không? Và kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh quan hỷ chúc phước phước báo cho Phật tử được an lành trong cái dịp đầu năm nghe pháp học thanh tịnh đạo. Bữa nay mới mùng 2 Tết, xin kính thỉnh Thượng Tọa. Phật sabba mangalang rakhan tu sabbe devata sabba buddha nu pha ve na sada sati bhavan chute Phật sabba mangalang rakhan tu sabbe devata sabba dhamma nu pha ve na sada sati bhavan chute Phật sabba mangalang rakhan tu sabbe devata sabba sangha nu pha ve na sada sati bhavan chute.
Tất cả phương pháp có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tệ Siêu, Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức đã vào trong chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia đề quá ta sâm chi vi hà ra hoa si ni thu bê gà rê bồ thi gà rê ta hình ta hình ta tham ma đà đê na pa văn tu vô chi ta so thiên ca ron tê tha vi hà ra măng đà lê thề ra cha map cha na wa ka cha bit kha wo sa ra mi ka da na pa ti u pa sa ka ga ma cha de sa ni ga ma cha is sa ra sa pa na pu ta su ki ta pa wan tu te cha la bu cha ye pi cha am da sam pa wa sam de đa cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma qua rằng pa ti cha tề về pi đục kha sa kha trần tu sang kha yang tha tu chi rằng sa tăng tham mô tham ma tha ra cha bồ tát la sang khô hồ tu sa mạc vô qua a tha ya cha hi ta ya cha âm hê ra khan tu sắc thầm mô sắp về bi thầm ma cha ri nô vua thêm sầm pa vô ni ya ma thầm ma ri ya ba quê đi tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào đông nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học. Thank you.